Tô đại nhân hà tất như thế kích động, bất quá là nho nhỏ kỹ xảo mà thôi, ngài nhiều năm dốc lòng tu luyện lại là như vậy dễ dàng liền bị lừa sao? Không biết người còn tưởng rằng ngài dễ khi dễ, Tô gia dễ khi dễ đâu. Đang ở Tô Đức Hậu nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên có người không mặn không nhạt cắm lời nói. Như vậy một câu, làm mọi người đều là sửng sốt. Là ai, nói chuyện lại là như vậy tùy ý. Nói rõ nơi này hôm nay là sẽ nháo cái long trời lở đất, như thế nào còn có không sợ phiền toái. Phượng Trường Duyệt trong lòng vừa động, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Cương Ly cũng quay đầu nhìn lại, muốn nhìn xem này nói rõ là muốn cùng bọn họ đối nghịch người là ai. Một bóng người chậm rãi hiện lên. Đầy đầu đầu bạc không chút cầu thả, chính là ra ngoài mọi người dự kiến chính là, người này dung nhan lại là chỉ có 3-40 bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn ý vị 10 phần. Nguyên bản bất quá là bình thường ngũ quan, không biết vì sao thoạt nhìn lại là có khác mị lực. Một thân màu trắng quần áo, thoạt nhìn càng là tăng thêm vài phần phong độ. Chậm rãi hành tẩu gian, lại là làm người không tự giác thuyết phục. Người tới không có ý tốt, đây là Phượng Trường Duyệt phản ứng đầu tiên. Tuy rằng người kia trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, thậm chí quanh thân đều mang theo vài phần làm người cảm thấy ôn hòa khí chất, chính là nàng chính là cảm thấy, người tới không có ý tốt. Ngay sau đó, nàng liền nhạy bén phát hiện Thương Ly có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản luôn là bình tĩnh Thương Ly, lúc này lại là khó nén phẫn nộ nhìn chằm chằm người tới. Tuy rằng hắn cực lực khống chế, nhưng là Phượng Trường Duyệt đối hắn cỡ nào hiểu biết, liếc mắt một cái dưới liền nhìn ra Thương Ly cảm xúc rất là không thích hợp. Trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn lao ra thân thể thẳng tắp, tương lai người bỏng cháy hầu như không còn. Phượng Trường Duyệt nhíu mày, chẳng lẽ, lão sư nhận thức hắn? Chính là vì sao trước nay chưa từng nghe qua như vậy ân oán? Mà lúc này, gói thuốc lá thanh âm cũng khinh phiêu phiêu truyền đến. Ta nói người tự nhiên không phải Quý Minh Thành, mà là cùng với ở bên cạnh ngươi cái kia thần bí nam nhân. Phượng Trường Duyệt, người dám không dám làm hắn ra tới cùng chúng ta đối chất? Phượng Trường Duyệt rộng mở ngẩng đầu. 36, nàng liên hoàn cục. Gói thuốc lá nhìn đến Phượng Trường Duyệt biểu tình. Trong lòng đắc ý, ánh mắt oán giận, nam nhân kia, lai lịch thần bí, thực lực cường đại, cũng đúng là bởi vì có hắn, người mới có thể như vậy thuận lợi giết chết những người khác. Hiện tại làm trò mọi người mặt, ngươi dám không dám đem hắn kêu ra tới giằng co. Phượng Trường Duyệt không nói gì. Cái gì nam nhân, không biết à, xem ra này trong đó có khác ẩn tình. Có thể làm gói thuốc lá như vậy chắc chắn. Cho dù lộ ra bị tổn hại dung mạo cũng muốn đối phó Phượng Trường Duyệt, xem ra nàng thật là có chứng cứ a. Nhìn đến Phượng Trường Duyệt không nói, gói thuốc lá cười đắc ý, chỉ là khẽ động trên mặt miệng vết thương kia đau đớn càng là thời khắc nhắc nhở trước mắt Phượng Trường Duyệt. Đến tột cùng cùng nàng là như thế nào thù địch, trong lòng oán hận chất chứa càng sâu. Như thế nào, người không dám làm hắn ra tới sao? Vẫn là chột dạ, gói thuốc lá càng thêm kiêu ngạo, hùng hổ dọa người. Phượng Trường Duyệt ánh mắt thật sâu. Đừng nói A Dạ không ở nơi này, đó là hắn ở, nàng cũng không muốn bởi vì loại chuyện này loại người này mà làm hắn phiền lòng. Nàng một người, cũng có thể xử lý tốt, nàng không thể vĩnh viễn dựa vào hắn. Chỉ có biến cường, mới có thể cùng hắn dựa vào càng gần. Nếu là hiện tại loại này cục diện đều không thể khống chế, như vậy nàng gì nói đi tìm hắn. Càng không nói đến trở thành có thể cùng hắn sóng vai mà đứng người. Phượng Trường Duyệt, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Nam nhân kia, dung mạo xấu xí ta chính là ký ức khắc sâu thực. Nói vậy đấy à, ngươi cũng không thể phủ nhận đi. Gói thuốc lá hơi hơi nâng cằm lên, trong ánh mắt mang theo khinh thường nhìn các nàng mấy người, tựa hồ đã nhìn đến Phượng Trường Duyệt không lời gì để nói, thất bại thảm hại bộ dáng. Rồi sau đó tới, tuy rằng ta hôn mê. Chính là nghe nói hắn chính là vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau à. Hiện tại như thế nào liền nhân ảnh cũng đã không có. Bất quá, đừng tưởng rằng các ngươi làm sự tình liền có thể như vậy bị che giấu. Hoặc là, hôm nay làm hắn ra tới, hoặc là, ngươi liền thừa nhận quỳ xuống nhận sai. Tô Đức Hậu nghe vậy ánh mắt sáng lên, trách không được Yên Nhi vẫn luôn như vậy đúng lý hợp tình, nguyên lai thật sự còn có chứng cứ. Xem Phượng Trường Duyệt không có trực tiếp phản bác bộ dáng. Hiển nhiên là thật sự có chuyện này. Đúng vậy, nàng một người tự nhiên là vô pháp đem như vậy rất mạnh giả toàn bộ giết chết. Mà nếu còn có một cái kẻ thần bí, liền không nan giải thích. Này phiên lời nói ra tới, hiện trường lâm vào một trận quỷ dị an tĩnh bên trong. Rốt cuộc hiện tại tranh luận tiêu điểm ở Phượng Trường Duyệt cùng gói thuốc là đám người trên người, lúc này bất luận cái gì một phương lấy ra càng thêm có lợi chứng cứ, đều sẽ là tính quyết định. Gói thuốc là dám nói ra, hơn nữa là Phượng Trường Duyệt bên kia người, như vậy nhất định là sự thật.
Mỗi người đều nhìn về phía Phượng Trường Duyệt, nàng vì sao không nói lời nào. Nhưng mà Phượng Trường Duyệt lúc này trong lòng còn lại là có khác tính toán. A Dạ thân phận ngay cả nàng cũng không phải thập phần rõ ràng. Tuy rằng lúc trước đã có suy đoán, chính là trung quy không thể đường hoàng đi ra ngoài. Hơn nữa A Dạ chính mình cũng tự hồ là thật vất vả mới đến, rời đi phía trước. Thân thể hắn đã bị thực trọng thương, nàng tuyệt đối không thể vào lúc này cho hắn tăng thêm phiền toái. Vô luận như thế nào, xuất phát từ đối chính nàng, còn có đối hắn bảo hộ, nàng đều không thể thừa nhận hắn đã từng xuất hiện quá. Nàng thần sắc nhất định, đôi mắt bên trong tựa hồ có quang hiện lên. Người nói nam nhân kia căn bản là tiểu gia ta a. Một đạo thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên giống như gió nhẹ thổi tới giống nhau, khinh phiêu phiêu rơi xuống, che ở Phượng Trường Duyệt trước người. Bá, một tiếng, triển khai một thanh cây quạt chặn yêu nghiệt dung nhan, chỉ còn lại có một đôi ba quang liễm diễm mắt đào hoa. Khóe mắt rõ ràng còn mang theo vài phần mị hoặc ý cười. Nói cái kia thần bí nam nhân, nhưng còn không phải là tiểu gia. Không thể tưởng được nhiều ngày không thấy, Tô đại tiểu thư đối tại hạ vẫn là như vậy vướng bận. Thật là làm tiểu gia hảo sinh cảm động a. Tuy rằng là nam nhân, nhưng là như vậy phong tình. Nhưng thật ra say một đám người chờ. Không ít người đều khiếp sợ mở to hai mắt, có chút mê luyến nhìn kia một đôi tựa hồ có thể làm người mê say ở mắt đào hoa chung, cho dù chỉ là một đôi mắt. Lại cũng có thể đủ tưởng tượng đến này đến tập cùng là một fan như thế nào tuyệt đỉnh dung nhan. Nhưng mà người tới lại đối này làm như không thấy, chỉ là một câu công phu, liền bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, xoay người sang chỗ khác hướng về phía Phượng Trường Duyệt ôn nhu cười. Ánh mắt cơ hồ có thể chết chìm người. Tiểu Duyệt Nhi, nhiều như vậy thiên không thấy, chính là tưởng ta. Tiểu Duyệt Nhi Phượng Trường Duyệt tự động đem những lời này lọc mặt vô biểu tình sau này lui một bước tránh đi hắn sắp leo lên nàng cánh tay móng vuốt. Nhìn không thấy thời điểm, ta nhưng thật ra quá thức hảo. Tạp Tây Nhị tức khắc một bộ trên tay không thôi bộ dáng, trong ánh mắt tựa hồ muốn nhỏ giọt thủy tới, xem nơi xa mấy cái thiếu nữ một trận đau lòng. Tiểu Duyệt Nhi, người sao lại có thể như vậy vô tình, như vậy lãnh khốc, mất công ta biết có người khi dễ ngươi chuyên môn chạy tới. Người biết trung gian ta mệt chết mấy chỉ lục cấp hôi linh nhạn sao? Tạp Tây Nhĩ chớp chớp mắt tựa hồ có mọi cách hủy khuất nhìn đảo như là Phượng Trường Duyệt là phụ lòng kia một cái. Tức khác có không ít thiếu nữ đều tức giận không thôi nhìn Phượng Trường Duyệt. Như vậy hảo nam nhân cư nhiên còn không biết quý trọng. Nga, khả năng ngươi yêu cầu giảm béo đi, Phượng Trường Duyệt lạnh lùng nói. Tạp Tây Nhĩ, nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Thật không hiểu vị kia là coi trọng nàng cái gì. Tạp Tây Nhị ai oán ngó nàng liếc mắt một cái thật là nhẫn tâm a. Mẹ ta như vậy lo lắng ngươi, tao bao, bỗng nhiên một tiếng càng thêm lãnh khốc thanh âm truyền đến. Đánh vỡ Tạp Tây Nhị đầy mặt xa xưa. Hắn khóe mắt nhảy mấy nhảy, rốt cuộc nhẫn nại chủ chậm rãi quay đầu, nhìn Đề Á liếc mắt một cái tổng so nam nhân bà cường. Đề Á không chút nào để ý, khinh thường ánh mắt từ trên xuống dưới quét sạch hắn một vòng, liền ở Tạp Tây Nhĩ đều phải chịu không nổi thời điểm, mới nhướng mày, không chỉ có tao bao, còn ấu trĩ. Hắn liền biết này Đề Á trong miệng phun không ra ngà voi. Tạp Tây Nhĩ đầy mặt u oán nhìn về phía Phượng Trường Duyệt, Tiểu Duyệt Nhi Phượng Trường Duyệt thần sắc bình tĩnh lại một lần tránh đi hắn, rồi sau đó rốt cuộc mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tạp Tây Nhĩ cười, lại là lộ ra vài phần lười nhác, này không phải nghe nói có người khi dễ ngươi sao? Còn nghe nói có người nói ta là bên cạnh ngươi thần bí nam nhân. Vì ta thanh danh, đành phải ra tới. Nói, hắn rốt cuộc đứng thẳng thân thể, mống mắt nhàn nhàn nhìn về phía gói thuốc lá đám người. Như thế nào, chính là này đó. Lời hắn nói là phi thường tầm thường nói, đáng tiếc ngữ khí thật sự là quá mức nhàn tản, thậm chí mang theo vài phần không để bụng như là tượng vị giả vô tâm rũ hỏi. Làm Tô Đức Hậu bọn người quyết ra một cổ cao cao tại thượng lười biếng, vì thế lập tức bất mãn lên. Nguyên bản nhìn đến hắn kinh diễm thần sắc cũng toàn bộ đều thu hồi tới, đổi thành hoài nghi thần sắc. Yên Nhi, đây là ngươi nói, ở Phượng Trường Duyệt bên người cái kia thần bí nam nhân. Tô Đức Hậu mở miệng hỏi, đồng thời cũng đánh giá Tạp Tây Nhĩ. Bộ dáng này, thấy thế nào, cũng không giống như là cường đại gói thuốc lá đầu tiên là kinh ngạc tiện đà là phẫn nộ. Hắn mới không phải cái kia nam nhân. Gói thuốc lá giọng the thế nói. Nàng nói rõ ràng là kia một cái tuy rằng xấu xí, nhưng là khí chàng cường đại nam nhân. Như thế nào sẽ là người này? Ai Tô đại tiểu thư, nói chuyện phía trước chính là muốn suy xét rõ ràng a. Tạp Tây Nhĩ phe phẩy cây quạt yêu nghiệt dung nhan như ẩn như hiện. Khóe mắt lại là nhiễm vài phần sắc bén, người nói ta không phải. Ta liền không phải, ta chính là vẫn luôn đi theo Tiểu Duyệt Nhi bên người a, đương nhiên.
cũng thấy được ngươi là như thế nào chơi thủ đoạn khi dễ chúng ta Tiểu Duyệt Nhi. Ngươi cũng không nên chơi xấu. Gói thuốc là khí phổi đều đau, ta nói căn bản không phải ngươi. Ngươi là cái thứ gì? Tạp Tây Nhị ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, này gói thuốc lá thật đúng là nói không lựa lời. Nguyên bản còn tưởng rằng bất quá là tâm nhãn nhiều một ít, hiện tại xem ra. Còn phi thường không có tự mình hiểu lấy a. Tạp Tây Nhĩ thu liễm thần sắc thêm vài phần nghiêm nghị, thế nhưng cũng làm người không thể khinh thường quanh thân khí thế. Như thế nào, Tô Đại Tiểu Thư đây là không thừa nhận, yêu cầu ta nhất nhất lắm lời cùng ngày sự tình sao? Tỷ như, người kia một ngày ăn mặc là cái gì, lại dùng cái gì linh bảo, hơn nữa, là như thế nào tính cả Quý Minh Thành, liên lụy chúng ta Tiểu Duyệt Nhi, thậm chí cuối cùng rước lấy cường địch sao? Tạp Tây Nhĩ mỗi nói ra một chữ, gói thuốc lá sắc mặt liền biến bạch một phân, cuối cùng đã là một mảnh trắng bệch. Tạp Tây Nhĩ lại là không có buông tha dự tính của nàng, còn có. Ngươi là như thế nào bị những cái đó? Câm mồm, ngươi cho ta câm mồm. Gói thuốc lá khí cả người run rẩy, đã khó có thể khống chế chính mình, nhìn Tạp Tây Nhĩ trên mặt tươi cười, hận không thể đi lên xé hắn. Hắn cương nhiên còn dám để cùng ngày sự tình, đó là nàng sâu nhất ác mộng. Nhìn đến gói thuốc lá phản ứng lớn như vậy, Tạp Tây Nhĩ tùy ý cười cười, như thế nào? Chỉ cho ngươi nói, không chuẩn người khác nói sao? Mà Tạp Tây Nhĩ nói bị gói thuốc lá đánh gãy, nhìn hắn thần sắc lại là khiến cho rất nhiều suy đoán. Gói thuốc lá vì sao như vậy đại phản ứng? Nhìn dáng vẻ này nam nhân là thật sự biết cái gì? Nói cách khác hắn là thật sự ở hiện trường, đến tận cùng là đã xảy ra sự tình gì? Sẽ làm gói thuốc lá như vậy? Vừa rồi hắn nói gì đó bị những cái đó, là này đó. Là người nào, làm cái gì, nhìn đến gói thuốc lá sắp hỏng mất bộ dáng, rất nhiều người bắt đầu trong lòng tính toán. Không ít người đều là thần sắc khẽ biến. Bộ dáng này, nhưng thật ra cực kỳ giống bị hiện trường bỗng nhiên càng tĩnh. Chỉ là này an tĩnh lại làm người xấu hổ không thôi, đặc biệt là đối với gói thuốc lá tới nói. Quả thực giống như luyện ngục, chung quanh người ánh mắt nàng lại rõ ràng bất quá là có ý tứ gì. Nàng muốn kêu to, muốn đào đi những người đó đáng giận đôi mắt. Muốn nơi này mọi người đều chết sạch sẽ. À, nàng bỗng nhiên che lại đầu một tiếng thét chói tai. Phượng Trường Duyệt nhíu mày, gói thuốc lá mất tích kia một đoạn thời gian, là bị con rối chi vương bắt đi, nhìn dáng vẻ xác thật đã trải qua cái gì, làm cho tinh thần đều là có chút vấn đề. Bất quá, nàng không có hứng thú biết những cái đó. Hiện tại, ngươi muốn tìm được người cũng đã ở chỗ này. Còn nói cái gì, đều có thể nói ra. Nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà ta, lại đến tập cùng có hay không đã làm những cái đó sự tình. Phượng Trường Duyệt sống lưng thẳng thắn, không gió tự động. Một thân màu xanh nhạt quần áo, đơn giản phác họa ra nàng mảnh khảnh vòng eo, quanh thân lạnh thấu xương hơi thở cơ hồ đem chung quanh không khí đều đông lại. Nhưng mà nàng trong mắt rồi lại tựa hồ sinh ra ngọn lửa, muốn đem này hết thảy bôi nhọ toàn bộ tiêu đốt hầu như không còn. Chính là nói A Tiểu gia ta chính là thật vất vả mới tới rồi, cũng không nên lãng phí cơ hội A. Tạp Tây Nhĩ chớp chớp mắt nhìn gói thuốc lá tựa hồ rất là chờ mong. Ta nói nam nhân không phải ngươi. Gói thuốc lá phẫn nộ kêu to, gắt cao nhìn chằm chằm Phượng Trường Duyệt, ngươi không dám làm nam nhân kia ra tới có phải hay không? Ngươi chột dạ có phải hay không? Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên không có gì tươi cười cười cười, lúc trước muốn tìm người chính là ngươi, ngươi tới. Ngươi lại nói không phải. Ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy can quấy, liền sẽ thắng được thắng lợi. Khuyên ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi. Hôm nay việc này, liền tính ngươi không nghĩ truy cứu. Ta cũng sẽ truy cứu rốt cuộc, ta Phượng Trường Duyệt không phải tùy tiện tùy ý người bát nước bẩn. Gói thuốc lá chỉ vào Tạp Tây Nhĩ, hắn căn bản không phải nào nam nhân kia. Phượng Trường Duyệt nhướng mày, nga, vậy ngươi nói chính là cái nào nam nhân đâu, lớn lên bộ dáng gì. Gói thuốc lá bị khí hôn, liền nói ngay, nam nhân kia ăn mặc một thân màu đen quần áo, hơn nữa lớn lên cũng thực xấu. Hơn nữa rõ ràng là người của ngươi, đối với ngươi mọi cách chiếu cố. Ngươi dám không thừa nhận. Phượng Trường Duyệt mặt mày bất động kia hào, chúng ta có thể hỏi hỏi, đến tận cùng đi vào thời điểm, có hay không như vậy một người. Nhìn xem ngươi nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tuy rằng tiến vào bức tường các bên trong người, có một ít đã rời đi Linh Châu, nhưng là còn có một ít là tứ đại học viện học sinh, chỉ cần đưa bọn họ tìm tới, một đám hỏi. Tổng có thể được đến sự thật. Người kia nếu là thật sự tồn tại, là nhất định sẽ từ nhập khẩu tiến vào không phải sao? Phượng Trường Duyệt nói chung thâm ý, ở đây người đều là lại rõ ràng bất quá cũng không có gì lý do phản đối. Rốt cuộc như vậy nhiều người, chỉ cần thật sự nam nhân kia xuất hiện quá tổng hội có người nhìn đến.
cũng không có khả năng không một người đều giúp đỡ Phượng Trường Duyệt. Phượng Trường Duyệt câu môi, người cảm thấy như thế nào? Người bên cạnh sôi nổi gật đầu, phương pháp này nhưng thật ra được không? Nói không chừng thật sự có thể tìm được chân tướng. Đúng vậy, nếu Phượng Trường Duyệt thật là làm như vậy sự tình, khẳng định sẽ có giúp đỡ. Chỉ cần có người thừa nhận gặp qua nam nhân kia thì tốt rồi. Tạp Tây Nhĩ ở một bên nghe, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, có chút lo lắng nhìn Phượng Trường Duyệt liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn là theo ở phía sau, chính là hắn cũng biết, vị kia mang theo Phượng Trường Duyệt bước lên thang trời thời điểm, là làm cho mọi người mặt a. Phượng Trường Duyệt lúc ấy hôn mê, nàng nên sẽ không biết đi, nếu thật sự có người thừa nhận kia hắn không phải đến không? Mất công hắn nghe nói tin tức lập tức gấp trở về. Nếu cứ như vậy bại lộ còn lại là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Phượng Trường Duyệt cảm thấy được Tạp Tây Nhĩ ánh mắt chỉ là thấp giọng nói. Yên tâm, nếu là không có 10 phần nắm chắc nàng sẽ không làm như vậy. Gói thuốc lá rũ xuống đôi mắt cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc ấy nàng hôn mê cho nên cũng không biết mặt sau rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nàng sẽ không nhớ lầm, bên người nàng, từ lúc bắt đầu liền có một người nam nhân. Tuy rằng không biết cuối cùng nam nhân kia đi nơi nào, chính là tổng sẽ không hư không tiêu tất đi. Nàng ngẩng đầu, hung hăng nói, hảo, liền tìm người tới đối chất, Cương Ly ở một bên nghe. Đến đây cũng bỗng nhiên xoay đầu đi, nhìn Phượng Trường Duyệt liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng không có nhìn thấy, nhưng là trong lòng suy đoán, định là vị kia. Cũng không biết hắn là như thế nào vạn dặm bôn tập đến Phượng Trường Duyệt bên người, chính là, hắn nhất định là xuất hiện quá. Hơn nữa lúc trước xác thật là có người nhìn thấy hắn ôm Phượng Trường Duyệt thượng thăng trời, ngay cả hắn cũng là nghe nói chuyện này lúc sau, mới đi lên. Trường Duyệt nha đầu như thế nào như vậy khẳng định, nàng không sợ bại lộ sao? Phượng Trường Duyệt lại bình tĩnh thực, vì thị hiềm ta cho rằng vẫn là tìm Bắc Tinh học viện người tới làm chứng. Như thế nào, nàng nhìn gói thuốc lá, nhàn nhạt hỏi. Gói thuốc lá theo bản năng liền phải đáp ứng, chính là nhìn đến Phượng Trường Duyệt nắm chắc thắng lợi bộ dáng, bỗng nhiên lại do dự. Vạn nhất Bắc Tinh học viện người, cũng đã bị Phượng Trường Duyệt khống chế làm sao bây giờ? Không được, ta xem vẫn là tìm bảo hộ bức tường các người, bọn họ là thuộc về vương thất nhất định sẽ không nghe Phượng Trường Duyệt. Hơn nữa những người này, nhất định là biết có hay không người trà trộn vào đi. Phượng Trường Duyệt thần sắc nhẹ nhàng, hảo. Nàng chờ chính là những lời này. Ra tới một đoạn này thời gian, nàng đã làm rõ ràng lúc ấy phát sinh sự tình. Ở nàng hôn mê thời điểm, A Dạ làm trò rất nhiều người mặt. Mang theo nàng bước lên thang trời. Xác thật rất nhiều người đều biết hắn tồn tại. Bất quá đáng tiếc những người đó bên trong đại bộ phận đều đã chết. Heiner học viện người, ở bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt mà dư lại Bắc Tinh học viện người, tuy rằng không có trộn lẫn đi vào, cũng có rất nhiều nhân sinh còn chính là, bọn họ lớn nhất khuyết tật. Chính là không có người nhìn thấy hắn chân dung. Hơn nữa, A Dạ đã đến hòa ly khai, đều là lặng yên không một tiếng động mà. Bọn họ vô luận tìm được ai, đều không thể tìm được người này. Hơn nữa này cũng không phải quan trọng nhất chính là, nàng có thể mượn cơ hội này, làm gói thuốc lá cùng Tô gia cùng hủy diệt. Bọn họ nếu là tìm được những cái đó chăm sóc bức tường các người, chính là bọn họ tự tìm tử lộ. Hiện tại liền có thể đi thỉnh, ta tại đây thập phần chờ mong. Phượng Trường Duyệt âm thanh trong trẻo lúc này ở gói thuốc lá trong tay, không thể nghi ngờ thống khổ nhất tra tấn. Nàng giọng căm hận nói, ngươi chờ, nàng nhất định sẽ tìm được nam nhân kia, rồi sau đó đem hết thảy đều vạch trần, Phượng Trường Duyệt chung quy sẽ chết ở nàng trong tay. Gói thuốc lá chỉ lo như thế nào đối phó Phượng Trường Duyệt lại không có chú ý tới một bên Tô Đức Hậu lo lắng. Không biết vì cái gì, hắn luôn là có chút bất an. Tuy rằng chính mình nữ nhi rất là chắc chắn, chính là nhìn đến Phượng Trường Duyệt bộ dáng, hắn lại càng thêm lo lắng. Cái này Phượng Trường Duyệt tuyệt đối không đơn giản, một không cẩn thận, bọn họ liền sẽ tài. Yên nhi, hắn ra tiếng muốn trước khuyên can gói thuốc lá, rốt cuộc hôm nay chỉ cần cắn chặt Phượng Trường Duyệt là đến nơi, nếu là lại có biến cố. Chính là gói thuốc lá nơi nào nghe được đi vào, tức khắc phái người đi xin chỉ thị, hỏi một chút xem, lúc ấy có hay không như vậy một người đi vào. Thẩm Kiếm Bình rốt cuộc mở miệng, bên cạnh có người thấp giọng ứng. Hắn thần sắc ngưng trọng, hôm nay việc này, chung quy vẫn là nháo đến bệ hạ nơi đó. Không cần phải đi hỏi, bổn vương chứng minh, lúc ấy bên người nàng, xác thật không có người. Đạm Mạc tiếng nói, còn mang theo vài phần không thể xâm phạm tôn quý, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt một tiếng, lại làm ở đây không ít người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, rồi sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, sôi nổi quỳ xuống, điện hạ.
trước mặt đứng người, nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa, mà dư lại người đều ngây ngẩn cả người. Không ít phây xem người, nhìn đến kia băng tuyết dung nhan khi, đều là có chút mơ hồ. Rồi sau đó bỗng nhiên hồi hồn, đều là vội vàng quỳ xuống. Điện hạ, Vũ Thiên Yến. Hắn như thế nào tới? Phượng Trường Duyệt nhíu mày. Vũ Thiên Yến cũng không có đến gần, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt. Hẹp dài con ngươi nhất lướt qua những cái đó hắn quen thuộc hoặc là xa lạ khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở nàng trước người, tạm dừng một chút, ngay sau đó chuyển khai. Không có một tia tầm mắt chân chính rơi xuống trên người nàng. Nguyên tưởng rằng là sự tình gì, cư nhiên làm nửa cái Linh Châu quyền quý toàn bộ xuất động tới đây, vừa thấy, lại nguyên lai bất quá là vì bức bách một nữ tử. Như thế nào, đế đô gần nhất Thái Bình, các ngươi đều thực nhàn sao? Hắn nhẹ nhàng nhàn nhạt với những người khác, còn lại là trọng lôi nện xuống, cơ hồ muốn chân mềm liệt đảo. Tam Vương Từ Điện Hạ là minh xác đế quốc người thừa kế, nếu là làm sự tình gì chọc tới hắn, kia mới thật là phạm phải đại sai. Hơn nữa bọn họ hôm nay làm xác thật có chút. Chính là hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Này hết thảy vấn đề, bọn họ cũng không dám hỏi ra khẩu, chỉ phải kinh sợ tạ tội. Điện Hạ bớt giận. Vũ Thiên Yến tay phụ với phía sau, cao dài thân hình nhìn có chút gầy ốm, chỉ có một đôi mắt vẫn cứ đạm mạc như tuyết. Già Lăng Học Viện chính là đế quốc tứ đại học viện đứng đầu, khi nào thế nhưng đến phiên các ngươi tiến đến hưng sư vấn tội. Nếu là có bất luận cái gì hoài nghi, đều có thể lấy tông qua đang lúc thủ đoạn giải quyết, ai cho các ngươi lá gan, thế nhưng nháo đến nơi đây. Kinh động nửa cái Linh Châu. Hắn sắc mặt lây dính vài phần lãnh túc, nhìn làm nhân tâm sinh kính sợ, không dám phản bác. Vẫn là có người cho rằng, chính mình thật sự có thể ở Linh Châu một tay che trời. Ân, Điện Hạ bớt giận, Vũ Thiên Yến lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là mặt khác hành vi phạm tội còn không cần lo lắng, chính là nếu là bị khấu thượng như vậy mũ, không thể nghi ngờ là tìm chết. Ai dám ngay trước mặt hắn, nói chính mình ở đế đô một tay che trời. Này không phải chán sống rồi sao? Điện Hạ, Tô Đức Hậu quỳ sạp xuống đất, đầy mặt nếp nhăn run rẩy, Điện Hạ minh giám. Lão thần thật sự là không có biện pháp a, ngài xem. Lão thần nữ nhi duy nhất thế nhưng bị người thương thành như vậy bộ dáng, làm lão thần như thế nào có thể tiếp thu a? Nếu là hôm nay không thể đem đầu sỏ gây tội tập nã, lão thần là vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ a. Cầu Điện Hạ minh giám, trả chúng ta một cái công đạo a. Tô Đức Hậu một mở miệng, dư lại người sôi nổi noi theo. Điện Hạ, ngài nhất định phải minh giám a. Nếu không có con của chúng ta chết như vậy thê thảm, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy a, cho chúng ta 100 lá gan. Chúng ta cũng sẽ không chuyên môn tới Già Lăng Học Viện gây hấn gây chuyện a, ở đây kêu khóc thanh một mảnh. Vũ Thiên Yến thanh âm có chút lãnh, bức tường các bên trong nguy hiểm thật mạnh, tử thương nhất bình thường bất quá. Các ngươi hiện tại như vậy làm vẻ ta đây, là cho bổn vương xem sao? Vẫn là làm cấp vương tất xem, mọi người càng thêm im như ve sầu mùa đông. Này tội danh, bọn họ là một chút cũng không nghĩ gánh. Không phải ngay cả Tô Đức Hậu, lúc này cũng rối loạn đầu trận tuyến. Vũ Thiên Yến tuy rằng hàng năm không ở Linh Châu, nhưng là tuyệt đối có được quyền lên tiếng. Đừng nói những người này, đó là đương kim bệ hạ cũng đến coi trọng hắn ý kiến. Nếu là bị hắn theo dõi, kia nhất định là muốn tao ngộ kiếp nạn. Rốt cuộc bọn họ lại lợi hại, cũng lợi hại bất quá vương thất. Có chút người đã âm thầm hối hận, xem bộ dáng này, rõ ràng là che chở Già Lăng Học Viện, bọn họ vì sao phải tới trộn lẫn một chân. Vũ Thiên Yến ngẩng đầu, quanh thân lạnh hơn. Tô Đức Hậu thấy vậy, rốt cuộc bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, Điện Hạ. Lão thần như thế, thật sự là có khổ chung a. Nói, Vũ Thiên Yến nhìn hắn một cái, không có gì biểu tình. Tô Đức Hậu tâm nhất định. Ngược lại giận chỉ Phượng Trường Duyệt, Điện Hạ. Đều là nàng ở bức tường các bên trong, giết hại rất nhiều người a. Ngài chờ có bị nàng lừa, bức tường các lại nguy hiểm, cũng là vương thất mở ra tử thương cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng không phải sao? Ngài muốn nắm rõ a. Tô Đức Hậu lớn mật nói ra bức tường các chính là vương thất chi vật, chính là chắc chắn sự tình liên lụy trọng đại, Vũ Thiên Yến nhất định sẽ đứng ở vương thất góc độ. Hắn tổng không thể thừa nhận, bức tường các bên trong chính là như vậy nguy hiểm đi. Như vậy đem vương thất đặt chỗ nào? Tô Đức Hậu nhìn Vũ Thiên Yến, đánh cuộc chính là này một phen. Nhưng mà ngay sau đó, Vũ Thiên Yến nói, lại hoàn toàn dập nát hắn ảo tưởng. Hắn nghe được cái kia trước sau bình tĩnh đạm mạc nam nhân mở miệng. Là bởi vì bổn vương được đến truyền thừa, mới có thể làm cho bức tường các hỏng mất tiện đà tạo thành như vậy tử thương. Nếu là có sai, tự nhiên tính ở bổn vương trên đầu.
các ngươi như vậy khó xử một cái vô tội người, chính là nghĩ tới hậu quả. Hắn nói, là bởi vì hắn, đều là bởi vì hắn. Hắn nói, nếu là có sai, đều tính ở hắn trên đầu. Hắn nói, bọn họ khó xử nàng, chính là nghĩ tới hậu quả. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, nhìn Vũ Thiên Yến rất xa thân ảnh, cũng phảng phất cảm nhận được một cổ thê lãnh. Nàng nhắm mắt, này phân tình, nàng trước sau là phải trả lại, nàng thiếu không dậy nổi. Điện hạ, nàng bỗng nhiên mở miệng. Vũ Thiên Yến ánh mắt rốt cuộc dừng ở trên người nàng. Lướt nhẹ giống như không có gì từ nàng dung nhan thượng lừa quá trong lòng an tâm một chút. Nàng không có việc gì, như thế nào, hắn tiếng nói không có bất luận cái gì bất đồng. Phượng Trường Duyệt tiến lên một bước, điện hạ ta có lời muốn nói. Vũ Thiên Yến tuy rằng không biết nàng muốn nói gì, lại vẫn là gật gật đầu, ngươi nói. Phượng Trường Duyệt dừng một chút, nói, bức tường các bên trong, rất nhiều người tử thương thật là có khác nó cố. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Liền ở Tô Đức Hậu cho rằng nàng muốn thừa nhận gì đó thời điểm, nàng âm thanh trong trẻo ngay sau đó truyền khắp toàn bộ không gian. Bởi vì ta cũng từng tao ngộ ám sát, hơn nữa, không ngừng một lần. Vũ Thiên Yến theo bản năng muốn mở miệng hỏi chút cái gì, chính là lời nói đến bên miệng, toàn bộ đều nuốt đi xuống, nga. Một chút dư thừa thần sắc đều không có. Phượng Trường Duyệt gật đầu, đúng vậy, ta tổng cộng tao ngộ hai lần ám sát, một lần là bỗng nhiên rơi xuống thời điểm, một lần là ra tới lúc sau. Kia một lần, rất nhiều người đều thấy được, Vũ Thiên Yến không cần hồi tưởng, đều biết nàng nói chính là cái gì. Không sai, kia một lần, đích xác rất nhiều người nhìn đến, bao gồm bổn vương. Phượng Trường Duyệt ngước mắt, kia một lần ám sát, ít nhiều sư phụ, mới không có làm hắn đắc thủ. Chính là, liền ở ta cho rằng, này hết thảy đều đã kết thúc thời điểm. Cố tình lại tới nữa lần thứ ba, Vũ Thiên Yến nhíu mày, lần thứ ba. Phượng Trường Duyệt ánh mắt từ phía dưới quy nhân thân thượng đảo qua, thanh âm bỗng nhiên lạnh lạnh, mang theo vài phần hơi lạnh thấu xương. Đúng vậy, này lần thứ ba, liền ở điện hạ ngay trước mặt. Vũ Thiên Yến ngẩn ra. Phượng Trường Duyệt chạm hắc con ngươi, tựa hồ có quang ở lóe, mặt mày chi gian rồi lại một mảnh trầm ngưng quạnh quẽ, làm người không tự giác tin phục. Này lần thứ ba, đúng là mượn đao giết người. Có người muốn ta mệnh, liền sớm kế hoạch này một loạt sự tình. Tưởng hết mọi thứ biện pháp bắt lấy tánh mạng của ta. Hơn nữa từ bên ngoài tìm rất nhiều không rõ thân phận người, ở Linh Châu cơ hồ không ai có thể đủ tìm được bọn họ tung tích, tới ám sát ta nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa những người đó đều bị âm thầm hạ dược, sắp tới đem nói ra phía sau màn sai sự thời điểm, đều sẽ nổ tan xác mà chết. Bất quá bọn họ đại khái không nghĩ tới, cho dù đã nghĩ mọi cách bày ra một tầng tầng võng, ta vẫn như cũ có thể tồn tại chạy ra bức tường cát. Vì thế, bọn họ rốt cuộc lại nghĩ ra này nhất chiêu. Muốn dùng dư luận cùng lời đồn, thao tác quyền quý tới mưu sát ta. Nhiều người như vậy tử thương, tổng hội liên lụy tới một ít thế gia đại tộc. Mà những người này, là tốt nhất vũ khí. Ta một người, dù cho phía sau có Già Lăng học viện cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhiều người như vậy thảo phạt. Đến lúc đó, liền có thể không cần tốn nhiều sức dùng lời đồn đem ta giết. Nghe Phượng Trường Duyệt tự thuật, rất nhiều người đều bắt đầu tỉnh táo lại, rồi sau đó minh bạch cái gì, đều là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lại là có người bày ra thật mạnh ám cục, chuẩn bị đem Phượng Trường Duyệt chém giết, một tầng tầng, một ván hợp với một ván. Lại là có người quyết tâm lấy nàng mệnh, mà bọn họ lại là bị người coi như trùy thủ. Thật là hảo độc tâm tư, nhưng mà lời này nghe vào gói thuốc lá trong tai, lại bất quá là thoái thác trách nhiệm lời nói dối thôi. Lập tức không có chú ý tới chính mình phụ thân thần sắc tức giận nói, ngươi nói bậy. Rõ ràng là chính ngươi làm sai sự thế nhưng còn nghĩ ra như vậy nhiều lý do tới chạy thoát chịu tội. Thật là hảo độc tâm tư. Yên nhi, câm mồm, Tô Đức Hậu nhất thời cũng bất chấp cái gì, lập tức quát bảo ngưng lại gói thuốc lá trên mặt kinh giận đan sen. Nếu là lại truy cứu đi xuống, nhất định sẽ điều tra rõ hết thảy. Hắn không thể làm nàng nói tiếp. Gói thuốc lá còn không biết chính mình vì sao bị huấn, nhất thời có chút khó có thể khống chế, phụ thân. Ngươi làm ta câm mồm. Tô Đức Hậu đã theo không kịp nàng, vội vàng chấn định cảm xúc lúc sau, nói, thì ra là thế. Lại là chúng ta hiểu lầm Phượng tiểu thư, kia không bằng hôm nay việc tạm thời hiểu rõ đi. Lão phu trước cho ngươi xin lỗi, việc này, thả không cần tiếp tục truy cứu đi. Tô Đức Hậu thái độ chuyển biến cực nhanh, làm mọi người đều là không hiểu ra sao. Thẩm Kiếm Bình nhìn hắn, bỗng nhiên âm thầm làm cái thủ thế. Vũ Thiên Yến thấy được cũng vẫn chưa ngăn cản. Phượng Trường Duyệt cười cười, Tô Đại Nhân gấp cái gì? Ta còn không có nói, người nọ là ai đâu,
Tô Đức Hậu thân thể run lên, lại là không dám nói nữa. Vũ Thiên Yến ánh mắt hơi lóe, vậy ngươi nhưng có cái gì hoài nghi đối tượng? Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên cười cực lãnh, tự nhiên, người nọ chính là 800 dặm Hồng Nguyên đệ nhất thế gia chi chủ, nhiều năm chưa từng hiện thân. Lại cùng ta có khắc sâu cừu hận thượng quan nguyên, Tô Đức Hậu chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. San Ninh ở một bên, muốn đi lên đỡ, chớp mắt lại là không nhúc nhích. Gói thuốc lá gian nan đỡ hắn, lại bởi vì thân thể suy yếu, mà song song oai ngã xuống đất nhìn hào không chật vật. Vũ Thiên Yến biểu tình khẽ nhúc nhích thượng quan gia. Phượng Trường Duyệt khẳng định gật gật đầu, ngay sau đó dương giọng nói, thượng quan đại nhân, trận này diễn, xem chính là đã ghiền. Nàng này một tiếng, thẳng làm người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thượng quan nguyên, thế nhưng là ở chỗ này sao? Sao có thể? Mọi người sôi nổi kinh nghi bất định chuyển hướng xem bốn phía, muốn siêu tầm đến thượng quan nguyên thân ảnh. Bỗng nhiên, một cái đồ vật bị ném ra tới, hung hăng nện ở trên mặt đất. Phát ra một đạo vết máu. Phía trước người sôi nổi quỳ sau này thối lui, kinh hoàng nhìn kia đồ vật nhìn kỹ mới bỗng nhiên cả kinh kêu lên, thiên A. Đây là ai? Lúc này, đám người đẩy ra, mới thấy rõ này lại là một người. Dù cho đầy mặt huyết ô, lại vẫn cứ có người mắt xác nhận ra tới, thét to, là thượng quan nguyên. Cái gì, là hắn, như thế nào mới vừa nhắc tới hắn liền xuất hiện? Mọi người nghị luận sôi nổi, mà nhanh chóng, tất cả mọi người nhìn về phía Phượng Trường Duyệt. Lúc trước ném ra phương hướng, đúng là Phượng Trường Duyệt phía sau Già Lăng học viện. Lúc này lại xem Phượng Trường Duyệt trên mặt lại là một mảnh sương lạnh. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt này hết thảy, đem thượng quan nguyên sớm bắt rồi sau đó vẫn luôn bắt cóc. Làm hắn thấy được này hết thảy, chờ đến tố giác giờ khắc này, mới rốt cuộc làm hắn hiện thân. Ngô, thượng quan nguyên thời gian dài bị trói buộc lúc này đã liền nói chuyện đều khó khăn, nhưng là vẫn cứ ở ý đồ tránh thoát. Trên người đã tràn đầy vết thương, nhưng là hắn cũng không để ý, chỉ là một mặt kêu thảm, tựa hồ đã chịu cái gì kinh hách lúc này. Nói đi, bao nhiêu tiền thì rời. Cửa ở vào một loại cực độ khủng hoảng trạng thái bên trong. Cũng không rảnh lo đi để ý tới những người khác ánh mắt. Nhìn một màn này, mọi người đều là minh bạch cái gì, sôi nổi nhìn về phía Phượng Trường Duyệt. Đây là có người thấp giọng dò hỏi. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thượng quan gia chủ thượng quan nguyên. Cũng là này một loạt âm mưu làm chủ. Phượng Trường Duyệt mày đẹp khẽ nhếch như là cắt qua trời cao, lưu lại một màu thanh đạm mà lãnh lệ quang. Lúc trước ở trong tối giết ta nhân thân thượng tìm được rồi thượng quan gia tín vật cũng chứng thực là bọn họ đã có bí pháp mới có thể đủ đăng nói ra chân tướng phía trước. Làm người bạo thể mà chết, chứng cứ đều ở chỗ này. Nàng mở ra tay, tinh tế trắng nõn bàn tay thượng, lẳng lặng năm cái kiêng ngọc thạch. Đúng là lúc trước từ Nam Cung Diệp trên người rơi xuống. Vũ Thiên Yến thần sắc chấn động, kia rõ ràng là mẫu hậu. Phượng Trường Duyệt xem hắn biểu tình cũng đã biết hắn suy nghĩ cái gì, làm như lơ đãng nói, thứ này, trải qua dò hỏi, là thượng quan nguyên từ hắn thê tử nơi đó được đến. Tựa hồ là trộm từ trong cung địa phương nào lấy tới. Không biết điện hạ chính là nhận được. Vũ Thiên Yến cảm thấy yết hầu có chút đổ, nhận được. Đây là trong cung chi vật, hơn nữa, là mẫu hậu chi vật. Chính là, hiện tại như thế nào Phượng Trường Duyệt tựa hồ không có nhìn ra hắn dị tường, nhìn thoáng qua vẫn cứ ở thống khổ kêu rên thượng quan nguyên. Nghe nói sớm chút năm, thượng quan đại nhân phu nhân, chính là thường xuyên ra vào trong cung A Tứ này, nếu không có ta cẩn thận dò hỏi, thật đúng là không biết rốt cuộc là ai đồ vật đâu. Vũ Thiên Yến nhìn nàng tinh xảo dung nhan tượng tựa như lãnh xương sắc bén, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lại là phát lạnh. Nàng đây là, ở còn hắn tình, nàng một chút đều không muốn thiếu hắn. Nàng có thể vì nam nhân kia vào sinh ra tử, là xuất phát từ tình, cũng có thể vì hắn âm thầm chủ tính, lại là xuất phát từ nghĩa. Hắn nhắm mắt lại lần nữa mở to mắt, lại vẫn cứ cảm thấy trong lòng hơi sáp, vì nàng đi, hắn cực mau thu thập chính mình cảm xúc hỏi, ngươi xác định. Phượng Trường Duyệt nhẹ nhàng gật đầu tự nhiên, đây là hắn chính miệng thừa nhận, ngay sau đó, nàng đi đến thượng quan nguyên bên cạnh, ở khoảng cách hắn 1 mét xa địa phương đứng lại. Lạnh lùng liếc mắt một cái hắn dưới thân vết máu, nhấc chân tránh đi. Giờ, nàng hỏi thượng quan nguyên, ngươi hay không thừa nhận việc này, đều là ngươi sai xử. Thượng quan nguyên lập tức tựa hồ nghe tới rồi cái gì đáng sợ thanh âm giống nhau, lập tức liều mạng gật đầu. Từ tiến vào bức tường các phía trước mãi cho đến ra tới, còn có hôm nay thảo phạt có phải hay không đều là ngươi âm thầm quạt gió thêm củi. Ô, thượng quan nguyên nằm ngã xuống đất cơ hồ không thể động đậy, chính là vẫn cứ ở liều mạng gật đầu. Tựa hồ sợ trả lời chậm liền sẽ đã chịu trừng phạt giống nhau.
người chung quanh bắt đầu thần sắc biến ảo, nghề này hết thảy, đều là cảm khái không thôi. Ngay cả sớm đoán được này hết thảy Thương Ly, nhìn nàng mảnh khảnh thân ảnh, cũng nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Nguyên lai nàng hết thảy đều biết, chỉ là yên lặng nhẫn nại, vẫn luôn chờ tới bây giờ mới nói. Tạp Tây Nhĩ ở phía sau, nhất thời sửng sốt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, này trong đó còn có này rất nhiều sự tình. Bất quá nha đầu này, nhưng thật ra rất thông minh, xem ra hắn không cần lo lắng, về sau nàng đến nơi đó. Nhậm người khi dễ mà Phượng Trường Duyệt nói còn không có kết thúc. Kia còn có cái gì người, là cùng ngươi cùng nhau? Phượng Trường Duyệt chậm rãi hỏi, Thượng Quan Nguyên lập tức giãy giụa đứng dậy, đôi mắt quét đến một chỗ, ngay sau đó bắt đầu gầm rú, ngô. Ngô. Bởi vì kinh hách quá độ hơn nữa bị thương, hắn hiện tại lời nói đều nói không được, chỉ có thể như vậy tỏ vẻ. Phượng Trường Duyệt thần sắc nhất định, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một bóng người, bỗng nhiên chắn nàng trước mắt. Thật là hào tâm tư, tại hạ hôm nay nhưng xem như kiến thức, ở gói thuốc là bên cạnh bạch y nam nhân, lúc này rốt cuộc di động nện bước hơn nữa lại lần nữa mở miệng. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, chỉ là hiển nhiên không có gì thiện ý. Hắn vừa nói lời nói, Phượng Trường Duyệt liền rõ ràng cảm giác được Thương Ly trên người khí thế lập tức thay đổi. Hắn đứng ở bên cạnh, đều có thể cảm nhận được Thương Ly đang ở nỗ lực áp chế chính mình phẫn nộ. Nàng hơi hơi nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt từ nam nhân kia trên người đảo qua. Yên tĩnh là người nào thế nhưng có thể làm luôn luôn dày rộng ôn hòa lão sư như vậy phản ứng. Thương Ly xưa nay tuy rằng nhìn như thích làm ầm ĩ, nhưng kỳ thật ôn hòa rộng lượng, chân chính tức giận thời điểm rất ít, huống chi lúc này loại này. Hiển nhiên là không đội trời chung cừu hận mới có kịch liệt hận ý a, sư phụ. Nàng thấp thấp hô một tiếng. Thương Ly tựa hồ lập tức bừng tỉnh, ánh mắt đột nhiên thu hồi. Chờ nhìn đến Phượng Trường Duyệt có chút lo lắng ánh mắt, hắn mới chú ý tới chính mình thất thố. Thương Ly miễn cưỡng cười cười, chỉ là rất là miễn cưỡng, như thế nào? Phượng Trường Duyệt trấn an nhìn hắn một cái. Ngay sau đó liền nghe được kia nam nhân cười nói, nhiều năm không thấy, sư huynh còn hảo, chỉ là xem sư huynh này đồ đệ tuy rằng tính tình cùng sư huynh có vài phần tương tự. Chỉ là này thủ đoạn, nhưng thật ra so sư huynh sắc bén rất nhiều a, sư huynh. Phượng Trường Duyệt tức khắc trong lòng sinh nghi, người này thoạt nhìn tựa hồ lại là lão sư sư đệ. Chính là sư phụ tựa hồ rất là thống hận hắn, này trong đó. Thương Ly một tiếng hử lạnh, lão phụ cả đời độc lai độc vãng, chính là không có gì không sạch sẽ sư đệ. Này thanh sư huynh, vẫn là miễn. Thương Ly lời này vừa ra, làm nguyên bản suy đoán hai người quan hệ mọi người đều là một trận mê hoặc. Này hai người, hiển nhiên có cái gì ngăn cách à, hơn nữa Thương Ly hiển nhiên một chút mặt mũi đều không cho hắn. Nhất định là từng có cái gì ân oán à, khi bạch y nam nhân trong mắt tựa hồ có âm ngoan chi sắc chợt lóe mà qua, chỉ là giây lát liền khôi phục như thường, cười lắc đầu. Nhiều năm không thấy, sư huynh thế nhưng vẫn là như vậy tính tình, thật là phải sửa lại mới hảo a, nếu không, thật là không biết còn sẽ tao ngộ kiểu gì tình trạng đâu. Ngài nói đi, hiển nhiên là lời nói có ẩn ý. Phượng Trường Duyệt đã cảm giác được Thương Ly tinh thần lực đều ở chấn động. Hiển nhiên giây tiếp theo liền chuẩn bị xuất kích. Phượng Trường Duyệt tuy rằng không biết này trong đó có cái gì ân oán, chỉ là hiển nhiên, hiện tại không thể làm lão sư chúng hắn kích tướng. Thượng Quan Nguyên sự tình còn không có kết thúc. Nàng rộng mở xoay người, Thượng Quan Nguyên, đến tột cùng còn có ai, là cùng ngươi cùng nhau. Ngô.